Đặng Văn Lâm báo tin giữ về chấn thương nặng, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng thủ môn số 1 trong bao lâu? Cổ động viên của đội tuyển Việt Nam phải đón nhận thông tin kém vui khi thủ thành Đặng Văn Lâm gặp chấn thương và sẽ vắng mặt ở những trận đấu tới. Đặng Văn Lâm bị đau trong quá trình luyện tập cùng Serezo Osaka. Trước đó, anh đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ Nhật Bản khi đón tiếp Pohang tại AFC Champions League. Văn Lâm gặp phải chấn thương nặng ở vai và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật. Nếu điều này xảy ra, anh sẽ vắng mặt ở tất cả các chiến dịch còn lại của đội tuyển Việt Nam năm 2021. Lâm Tây sẽ không thể thi đấu trong các cuộc đối đầu với Trung Quốc, Oman, Nhật Bản và trận lượt về với Ả Rập Xê Út. Và nỗi lo này đã trở thành hiện thực. Trong thông báo mới nhất của câu lạc bộ Serezo Osaka, đội bóng của Nhật Bản cho biết Văn Lâm bị chấn thương chật khớp vai trái và phải mất đến 4 tháng để bình phục hoàn toàn việc Đặng Văn Lâm phải nghỉ 4 tháng chắc chắn sẽ là một sự thiếu vắng đáng tiếc trong khung thành tuyển Việt Nam. Mặc dù không được tạo nhiều cơ hội ra sân tại Nhật Bản, nhưng Văn Lâm luôn được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu của thầy Park. Vắng Văn Lâm, mọi sự kỳ vọng được đặt lên đôi tay của Bùi Tấn Trường. Thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội đang là niềm hy vọng số 1, nhất là sau những gì anh đã thể hiện ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Dù vậy, Tấn Trường cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt. Khi mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi bổ sung thêm thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng còn những thủ thành triển vọng khác như Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Hiện tại, cả bốn thủ môn này đều đang tập trung cùng đội tuyển và tiếp tục rèn luyện để chuẩn bị cho lượt trận tháng 10.